Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, liên tục những ngày qua ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 ngoài cộng đồng. Hiện công tác phòng chống dịch bệnh ở nhiều địa phương trong vùng tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tập trung khoanh vùng để xét nghiệm, truy vết, bóc tách F1. Lịch trình vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có lưu trú lại trên địa bàn tỉnh hay không? Lực lượng tại chốt kiểm soát có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Cụ thể, người và phương tiện đến từ khu vực nguy cơ thấp cấp 1 và khu vực nguy cơ trung bình cấp 2 không lưu trú lại, khi vào địa bàn tỉnh không yêu cầu cách ly y tế và không yêu cầu xét nghiệm. Trường hợp có nhu cầu lưu trú lại, những người chưa tiêm vaccine phải thực hiện theo dõi sức khỏe trong 7 ngày, đồng thời phải luôn thực hiện 5K. Tất cả các trường hợp còn lại không phải thực hiện cách ly y tế, không yêu cầu xét nghiệm. Người và phương tiện đến từ khu vực nguy cơ cao cấp 3 và nguy cơ rất cao cấp 4 không lưu trú, khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính với SARS-CoV-2, còn hiệu lực trong 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu. Trường hợp có nhu cầu lưu trú, đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 thì phải theo dõi sức khỏe 7 ngày và phải luôn thực hiện 5K. Người đã tiêm 1 liều vaccine phải thực hiện cách ly y tế trong 7 ngày. Sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe trong 7 ngày và luôn thực hiện 5K. Những người chưa tiêm vaccine phải thực hiện cách ly y tế trong 14 ngày, sau đó theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K. Các trường hợp này thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Sở Y tế. Bên cạnh đó, tỉnh Bạc Liêu cũng bổ sung biện pháp áp dụng đối với các hoạt động nội tỉnh theo từng cấp độ dịch. Cụ thể, đối với khu vực cấp 1, cấp 2, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ 5K. Còn ở khu vực cấp 3, cấp 4, hoạt động theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc đi lại nội tỉnh của người dân, kể cả người đi bộ, di chuyển bằng phương tiện cá nhân đường bộ và đường thủy, ở khu vực cấp 1, cấp 2, đi lại bình thường nhưng phải tuân thủ 5K.